Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái điều trị cái cây máy Zenfone 5, Asus Zenfone 5. Thì cái điện thoại trong tay mình là cây Asus Zenfone 5. Đó. Thì cái máy này hiện tại bây giờ nó đang bị một cái ban đó là cắm sạc không bao gì. Thì bây giờ mình sẽ điều trị cái ban này, điều trị cái bệnh cho cái máy Asus Zenfone 5 này. Thì đầu tiên thì mình phải tháo cái máy này ra. Tháo máy socket, tháo cho pin. Tiếp xúc anten, dây anten. Đây là tiếp xúc màn hình. Đây là tiếp xúc phím nguồn, phím âm lượng. Cái main board mình vừa mới tháo để kiểm tra coi từ cái nguyên nhân mà không sạc được nó bị từ cái bộ phận nào, những cái linh kiện nào, những con IC nào không có hoạt động được tạo ra cái lỗi cắm sạc không bao gì. Sau khi mình kiểm tra và mình thấy cây con này nó bị ấm, mình đã thay thế cái con IC này. Đó, cái này là lỗi, tạo ra lỗi mà mình khi mình cắm sạc nó không có báo gì. Đó, thì ở đây thì mình đã thay cái con IC này, em IC này đã thay thế. Và bây giờ mình ráp vào để thử cho kết quả như thế nào. Gắn tất cả các socket này vào cái socket màn hình. Đây là cái chéo pin. Đó, máy nó đã rung lên một cái. Bây giờ mình cắm thử. Máy đã hiện tia chớp vào, khúc pin đã hiện lên.
máy đã sạc bình thường. Chờ cho nó máy nó khởi động trong vài giây. Máy đã lên nguồn hẳn và ở đây thì nó đã báo ở đây máy đã báo tia chớp, máy đã báo tia chớp biểu hiện biểu tượng của lúc sạc pin. Ở đây là cái cục pin và cái tia chớp trắng màu trắng ở giữa cái nền xanh đó. Thì qua đây thì mình giới thiệu cho các bạn biết về cái ban bệnh của cái máy Asus Zenfone 5. Đó. Nó không khi cắm sạc không có báo gì hết. Nó cắm sạc vào thì nó cứ trơ trơ vậy, không báo gì một cái hiện tượng gì hết. Đó, thì sau quá trình mình tháo ra và kiểm tra và đã điều trị được cái căn bệnh cắm sạc không báo gì cho cái máy Zenfone 5, Asus Zenfone 5 này. Đó, thì các bạn ai mà chưa biết cái bệnh này, chưa gặp cái bệnh này thì qua đây có thể tham khảo và xử lý cái bệnh cắm sạc cho cái máy Zenfone 5 này. Các bạn chưa biết thì có thể tham khảo để mà làm cho nó nhanh. Đó, thì bây giờ mình chỉ việc ráp lại thôi. Đó, như thế thì mình đã sửa được cái căn bệnh cắm sạc không báo gì cho cái máy Asus Zenfone 5. Cho các bạn mình chia sẻ lên đây cho các bạn cùng tham khảo. Nếu bạn nào chưa biết thì có thể tham khảo và để làm cho nó nhanh. Video của mình đến đây xin được phép kết thúc. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn vui vẻ, mạnh khỏe và thành công. Mình xin phép được kết thúc video ở đây.